Radio Tin Mừng xin kính chào quý thính giả trong tình yêu thương của Đức Kitô và Mẹ Hằng Cứu Giúp. Thưa quý vị, hôm nay thứ hai, năm tháng 2, 2018, chương trình gồm những nội dung sau đây: tin Công giáo, suy niệm lời Chúa, thắc mắc Công giáo, lắng động trong ngày. Muôn đời vẫn tin riêng thật con. Ave, Ave, Ave Maria. Muôn đời vẫn tin riêng thật con. Mời quý vị cùng Mai Thiên theo dõi bản tin Công giáo. Đức Thánh Cha kêu gọi ngày 23 tháng 2 là ngày cầu nguyện và ăn chay cho hòa bình. Dịch cúm lan rộng khiến nhiều giáo phận Hoa Kỳ yêu cầu các tín hữu đừng bắt tay trao bình an, gật đầu thôi là đủ. Đức Thánh Cha lên án nạn cho vay ăn lãi cắt cổ. Vụ tấn công bất thành của Thalys, ba anh hùng kể, đã được Chúa hướng dẫn. Dịch cúm lan rộng khiến nhiều giáo phận Hoa Kỳ yêu cầu các tín hữu đừng bắt tay trao bình an, gật đầu thôi là đủ. Sự bùng phát dịch cúm ở Hoa Kỳ đã thúc đẩy các giáo phận phải thực hiện các bước cần thiết, trong đó có việc đình chỉ các nghi thức truyền thống nhằm ngăn chặn sự lan truyền của vi khuẩn càng nhiều càng tốt. Nhiều giáo phận Mỹ khuyến khích anh chị em giáo dân đừng bắt tay khi trao bình an, nhưng chỉ đơn giản là gật đầu hoặc nở một nụ cười thôi là đủ. Nhiều giáo phận còn làm cạn các bình nước thánh trước tình trạng bệnh cúm lan truyền khắp hầu hết mọi miền đất nước một cách tồi tệ nhất trong gần một thập niên qua. Các trung tâm kiểm soát và phòng ngừa bệnh cúm cho biết đông đảo người Mỹ đang bị nhiễm vi khuẩn cúm B hoặc H3N2. Hàng chục ngàn người đã phải vào bệnh viện từ ngày 1 tháng 10 năm ngoái khi bắt đầu mùa cúm. Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đã dành hẳn một trang trên trang web của mình để hướng dẫn về những liên quan giữa phụng vụ và bệnh cúm. Trang web này cung cấp thông tin về bệnh cúm cũng như cách ngăn ngừa sự lây lan của căn bệnh này trong các buổi cử hành phụng vụ. Đức Giám mục Edward Malesic của Greenberg, Pennsylvania đã khuyên các giáo dân đừng bắt tay khi trao đổi bình an và ngừng sử dụng rượu thánh khi rước lễ. Tại giáo phận El Paso, Texas, phát ngôn viên Patricia Fierro đã gửi một bản ghi nhớ cho tất cả các giáo xứ để các giáo sĩ và anh chị em giáo dân thực hành các biện pháp vệ sinh trong mùa cúm. Đặc biệt, giáo phận yêu cầu anh chị em giáo dân bị bệnh cúm đừng rước máu thánh Chúa trong các thánh lễ. Bà Patricia nói, khi bạn rước lễ, bạn sẽ đón nhận mình và máu thánh Chúa Kitô, ngay cả khi chỉ rước mình thánh Chúa mà thôi. Đức Thánh Cha lên án nạn cho vay ăn lãi cắt cổ. Đức Thánh Cha lên án nạn cho vay ăn lãi cắt cổ như con rắn xiết cổ các nạn nhân, và Ngài kêu gọi thực thi các biện pháp để ngăn ngừa và bài trừ tệ nạn này. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng thứ Bảy 3 tháng 2, 2018, dành cho 300 thành viên Hội Italia chống nạn cho vay ăn lãi cắt cổ. Trong dịp này, Đức Thánh Cha ngợi ca hoạt động của Hội trong 26 năm qua, đã cứu được hơn 25.000 gia đình ở Italia, cứu nhà cửa và nhiều khi cả những xí nghiệp nhỏ của họ, giúp họ tìm lại phẩm giá mà họ bị tước đoạt. Hội có hàng trăm trung tâm lắng nghe trên toàn lãnh thổ. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, nạn cho vay ăn lãi cao, hạ nhục và giết người, cần phải phòng ngừa nó, giúp những người bị bệnh mắc nợ để sinh tồn hoặc cứu vãn xí nghiệp. Ta có thể phòng ngừa tệ nạn này bằng cách giáo dục về một lối sống điều độ, biết phân biệt những gì là cần thiết và những gì là dư thừa. Điều quan trọng là phục hồi nhân đức thanh bần và hy sinh. Thanh bần để không trở thành nô lệ cho sự vật, và hy sinh vì ta không thể nhận được mọi sự từ cuộc sống. Ngoài ra, cần phải huấn luyện về tâm thức, tôn trọng luật pháp và lương thiện nơi cá nhân cũng như trong các tổ chức, gia tăng sự hiện diện của những người thiện nguyện, hăng say và sẵn sàng đối với những người túng thiếu, để họ cảm thấy được lắng nghe, khuyên bảo, hướng dẫn và trỗi dậy từ tình trạng nhục nhã của họ. Đức Thánh Cha tái khẳng định rằng, cho vay ăn lời cắt cổ là một tội trọng, nó giết sự sống, chà đạp phẩm giá con người và phương tiện tham nhũng và cản trở công ích. Nó làm suy yếu cả những nền tảng xã hội và kinh tế của một quốc gia.
Sau cùng Đức Thánh Cha khích lệ các hội viên, hội chống cho vay ăn lãi cao, hãy trở thành những người gặp gỡ, lắng nghe, gần gũi. Để được vậy, cần ngắm nhìn Chúa Giêsu và trái tim của Chúa, dừng lại ở những trang sách tin mừng, trong đó kể lại cuộc gặp gỡ của Chúa với những người nghèo, người hành khất, phong cùi, bất toại và giúp họ trỗi dậy, trả lại phẩm giá và tương lai cho họ. Khi đương đầu với nạn cho vay ăn lãi cao và nạn tham nhũng, cả anh chị em cũng có thể thông truyền hy vọng và can đảm cho các nạn nhân để họ có thể phục hồi lòng tín thức và trỗi dậy từ những nhu cầu của họ. 3 Thales, ba anh hùng kể đã được Chúa hướng dẫn. 15:17 đi Paris là tên cuốn phim của Clint Eastwood kể câu chuyện vụ tấn công bất thành tháng 8 2015 trên chuyến xe lửa Thales sẽ được chiếu vào ngày 7 tháng 2 sắp tới. Ba người chặn được vụ tấn công làm chứng cho đức tin của mình trong bài phỏng vấn trên báo Guardian. Một chứng từ đau nhói được ba anh hùng người Mỹ Anthony Sadler, Alex Skalatos và Spencer Stone kể trên báo Guardian ngày 21 tháng 8. Ba người đã tước vũ khí của tên khủng bố Ayub al-Kazani trong chuyến xe lửa Thalys từ Amsterdam đi Paris, ngăn được vụ thảm sát trên chiếc xe lửa đông người. Cuốn phim của đạo diễn Clint Eastwood có tên 15:17 đi Paris sẽ phát hành vào 7 tháng 2 sắp tới. Ba anh hùng diễn chính vai của mình trong phim. Họ vừa có cuộc phỏng vấn kể lại hành động của mình và đức tin của mình. Họ giải thích những gì họ làm ngày hôm đó, 21 tháng 8 2015, nằm trong kế hoạch của Chúa. Ông Anthony Sadler trả lời trên báo Guardian rằng, "Chúng tôi biết loạt sự kiện xảy ra không phải là ngẫu nhiên, giống như thử cuộc đời chúng tôi được dẫn dắt để đi đến giây phút chính xác này." Ông Anthony là con của một mục sư. Mình không khi nào biết chương trình nào Chúa dành cho mình. Với độ lùi của thời gian, chúng tôi nhận ra những gì chúng tôi đã làm, nhìn trên bình diện chung nằm trong một chương trình. Và chính trên chuyến xe lửa Thalys mà chúng tôi được dẫn dắt đến giây phút chính xác đó. Chúa có chương trình cho mỗi người. Ông Alex Skalatos kể chi tiết, nếu quý vị nhìn con số thống kê với tất cả những gì đã xảy ra, thì quý vị sẽ thấy xác suất để làm chứng cho một vụ tấn công khủng bố thì rất ít. Xác suất để sống sót và ở trong nhóm những người chặn được cuộc tấn công thì lại quá ít để có thể tin là chuyện này chỉ hoàn toàn do ngẫu nhiên. Tôi thật sự nghĩ Chúa đã giúp một tay, chúng tôi là những chiếc tàu Chúa dùng. Ngày hôm nay họ làm chứng, ông Anthony Sadler nhấn mạnh, tôi nghĩ bổn phận của chúng tôi đơn giản chỉ là nhắc lại, Chúa có một chương trình cho từng người chúng ta. Chúng ta phải nói lên khi chúng ta có dịp nói, xin đừng phí cơ hội Chúa cho chúng ta. Đức Thánh Cha kêu gọi ngày 23 tháng 2 là ngày cầu nguyện và ăn chay cho hòa bình. Đức Thánh Cha Francisco đã chọn một ngày cầu nguyện đặc biệt cho hòa bình và chấm dứt bạo lực tại các quốc gia đang bị chiến tranh tàn phá, đặc biệt tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Nam Sudan, những nước đã bị chiến tranh tàn phá trong nhiều năm qua. Và Ngài mời gọi tất cả, không phân biệt nam nữ, bất luật tôn giáo, hãy tham dự. Phát biểu trước khách hành hương tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô vào Chủ nhật, Đức Thánh Cha nói, đối diện với những bi kịch kéo dài tại nhiều nơi khác nhau trên thế giới, tôi mời gọi tất cả anh chị em tín hữu, hãy tham gia ngày đặc biệt cầu nguyện cho hòa bình, vào thứ Sáu, 23 tháng 2 trong mùa chay sắp tới. Đức Thánh Cha nói những lời cầu nguyện của chúng ta sẽ đặc biệt hướng về những anh chị em đang bị bạo lực tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Nam Sudan, và Đức Thánh Cha tiếp tục mời gọi cũng như trong nhiều dịp tương tự khác. Tôi cũng mời anh chị em không cùng tín ngưỡng với chúng tôi, hãy cùng tham gia với chúng tôi trong những cách thế thích hợp nhất. Đức Thánh Cha cũng mời gọi cầu nguyện cho những khủng hoảng tại Madagascar. Ngài bày tỏ những tâm tình gần gũi với dân chúng Madagascar gần đây bị một trận bão lớn gây nhiều chết chóc và thương vong và làm cho nhiều người phải di tản và gây nhiều thiệt hại to lớn. Xin Thiên Chúa an ủi và nâng đỡ họ. Hạt giống hy vọng mới cho tình huynh đệ nơi giới trẻ. Trong bài diễn văn, Đức Thánh Cha Francisco đề cập đến bài tin mừng phúc âm và Ngài nêu lên một mẫu gương, một thanh thiếu niên tên là Teresio Olivelli, người đã bị giết vì đức tin Kitô giáo vào năm 1945 ở trại tập trung Hersbruck.
Teresio đã làm chứng cho tình yêu Chúa Kitô dành cho những người yếu đuối, nên chàng đã được thông dự vào danh sách những vị tử đạo của thế kỷ vừa qua. Sự hy sinh anh hùng của chàng là một hạt giống cho niềm hy vọng và tình huynh đệ, đặc biệt cho giới trẻ. Một ngày sống tại Italia, Đức Thánh Cha đề cập đến việc làm hàng ngày của Ngài tại Italia này được ghi dấu. Tin mừng phúc âm hầu làm cho niềm vui được tỏa lan ra khắp nơi trên thế giới. Ngài hiệp thông với các giám mục Italia trong việc bày tỏ lòng biết ơn và động viên các giáo hội khắp năm châu phát huy và làm thăng tiến cuộc sống. Cuối cùng, trong số những người mà Đức Thánh Cha chào đón cách đặc biệt là phái đoàn đến từ thành phố Agrigento của Sicilia, những người mà Đức Thánh Cha bày tỏ lòng biết ơn trước những lời cam kết tiếp nhận và giúp hòa nhập những người nhập cư di dân. Về với Ngài, vì con đây tội lỗi. Về với Ngài, để con nên sạch trong. Lạy Chúa là đấng con tôn thờ, con yêu mến Ngài, vì được Ngài thứ tha. Về với Ngài, lòng sướng vui hạnh phúc. Về với Ngài, hồn con được nghỉ ngơi. Lạy Chúa là đấng con tôn thờ, con yêu mến Ngài, vì được Ngài mến. Tranh luận về những truyền thống người Pha-ri-siêu. Mắc-cô chương 7 từ câu 1 đến câu 13. Có những người Pha-ri-siêu và một số kinh sư tụ họp quanh Đức Giê-xu. Họ là những người từ Giê-ru-sa-lem đến. Họ thấy vài môn đệ của người dùng bữa mà tay còn ô uế, nghĩa là chưa rửa. Thật vậy, người Pha-ri-siêu cũng như mọi người Do Thái đều nắm giữ truyền thống của tiền nhân. Họ không ăn gì khi chưa rửa tay cẩn thận. Thức gì mua ngoài chợ về cũng phải dậy nước đã rồi mới ăn. Họ còn giữ nhiều tập tục khác nữa như rửa chén bát, bình lọ và các đồ đồng. Vậy người Pha-ri-siêu và kinh sư hỏi Đức Giê-xu: sao các môn đệ của ông không theo truyền thống của tiền nhân, cứ để tay ô uế mà dùng bữa? Người trả lời họ: ngôn sứ Isaiah thật đã nói tiên tri rất đúng về các ông là những kẻ đạo đức giả khi viết rằng: dân này tôn kính ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa ta. Chúng có thờ phượng ta thì cũng vô ích, vì giáo lý chúng giảng dạy chỉ là giới luật phàm nhân. Các ông gạt bỏ điều răn của Thiên Chúa mà duy trì truyền thống của người phàm. Người còn nói: các ông thật khéo coi thường điều răn của Thiên Chúa để nắm giữ truyền thống của các ông. Quả thế, ông Mô-xê đã dạy rằng: ngươi hãy thờ cha kính mẹ, và kẻ nào nguyên rủa cha mẹ thì phải bị xử tử. Còn các ông lại bảo: người nào nói với cha với mẹ rằng những gì con có để giúp cha mẹ đều là cô ban, nghĩa là lễ phẩm đã dâng cho Chúa rồi, và các ông không để cho người ấy làm gì để giúp cha mẹ nữa, thế là các ông lấy truyền thống các ông đã truyền lại cho nhau mà hủy bỏ lời Thiên Chúa. Các ông còn làm nhiều điều khác giống như vậy nữa. Thờ kính Chúa tận đáy lòng. Các bé mới đi học nhà trẻ
mẫu giáo cũng đã biết phải rửa tay trước khi ăn. Không phải các tông đồ không biết bài học vệ sinh thân thể sơ đẳng đó. Việc rửa tay ở đây là một cử chỉ tượng trưng nói lên ý nghĩa tinh thần. Chẳng hạn như Philato rửa tay có ý nói ông không chịu trách nhiệm trong việc kết án Chúa Giêsu. Việc rửa tay trước bữa ăn theo tập tục Do Thái là một nghi thức nhằm nói lên ước muốn thanh tẩy tâm hồn. Các ông Pharisêu và kinh sư coi trọng các nghi thức đó, nhưng chỉ làm theo hình thức, còn trong lòng thì không có chút tâm tình hoán cải nào. Thế nên Chúa mới khiển trách họ, thờ kính Chúa bằng môi bằng miệng, mà tâm hồn thì xa Chúa. Từ chỗ thờ kính Chúa cách giả dối ngoài môi miệng, đến chỗ gạt bỏ điều răn Thiên Chúa, để duy trì truyền thống của người phàm, không xa bao nhiêu. Chúng ta ngỡ ngàng đến độ kinh hoàng khi thấy người ta có thể đưa ra nhiều lý lẽ, luật lệ để biện minh cho việc khủng bố, phá thai để gây áp bức bất công cho nhiều người. Nhưng bạn cũng nhớ rằng, những tội ác tày trời vi phạm điều răn Chúa dạy đều đã bắt đầu từ lối sống giả dối, là con cái Chúa và là anh chị em với nhau. Mời bạn hãy thờ phượng Chúa với tất cả tấm lòng, đối đãi với nhau cũng với tất cả tấm lòng. Dẫu có vì thế mà bạn phải vác thập giá cho nhau vì nhau. Hãy xét mình để loại bỏ hẳn lối sống giả dối ra khỏi cuộc sống của chúng ta. Chúa đã kêu gọi con làm con cái Chúa, xin giúp con dám sống và dám liều thân cho công bằng và sự thật. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chuyên mục Thắc mắc Tôn giáo. Có mấy kinh khẩn cầu Thánh Linh trong kinh nguyện Thánh Thể? Khi tôi đã theo dõi Đức Thánh Cha Benedicto XVI cử hành thánh lễ trên truyền hình, tôi nhận thấy rằng trong lễ quy Roma, dường như Ngài đã đọc phần kinh khẩn cầu Thánh Linh hai lần. Lạy Cha rất nhân từ, nhờ Đức Giêsu Kitô con Cha, Chúa chúng con khẩn khoản Ngài xin Cha thương nhận. Và lạy Chúa xin thương ban phúc chấp nhận. Các linh mục mà tôi nhìn thấy đọc kinh nguyện này chỉ chúc phúc cho các lễ hiến dâng ở đầu kinh nguyện Thánh Thể, và sau đó đọc kinh khẩn cầu Thánh Linh ở cuối kinh nguyện. Như vậy, phải chăng có sự khác biệt giữa cử chỉ của Đức Thánh Cha và các linh mục ở vùng Trung Tây của Mỹ sao? Giải đáp của cha Edward McNamara, dòng đạo binh Chúa Kitô, giáo sư phụng vụ tại Đại học Regina Apostolorum, Roma. Thật sự tôi nghĩ rằng, Đức Thánh Cha chỉ đơn giản hoàn thành các chữ đỏ dành cho quy lễ Roma hoặc kinh nguyện Thánh Thể. Trong phần đầu của kinh nguyện, bản văn nói, linh mục giang tay đọc, lạy Cha rất nhân từ, nhờ Đức Giêsu Kitô con Cha, Chúa chúng con. Chấp tay đọc, chúng con khẩn khoản nài xin Cha thương nhận, làm một dấu thánh giá trên cả bánh và chén thánh khi đọc, và ban phúc
cho những của lễ hiến dâng, của lễ thượng tiến, của lễ hy sinh tinh tuyền và thánh thiện này. Như vậy, cử chỉ này, nói cho đúng, không phải là một kinh khẩn cầu thánh linh, nhưng là một cử chỉ ban phúc. Sự nhầm lẫn của độc giả chúng tôi có thể phát sinh từ các Đức Thánh Cha sáp hai bàn tay lại trước khi ban phúc. Nó cũng giống như một số linh mục chuyển trực tiếp từ việc giang tay đến cử chỉ ban phúc mà quên sáp hai tay lại. Ở phần sau của kinh nguyện, chúng ta có một kinh khẩn cầu thánh linh của sự thánh hiến. Trong đó chữ đỏ nói, linh mục sáp hai bàn tay lại, đặt trên lễ vật và đọc, này Chúa xin thương ban phúc, chấp nhận, chuẩn y, làm cho những lễ vật này được hoàn hảo và đẹp lòng Chúa, hầu trở nên cho chúng con, mình và máu con chí ái của Chúa là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Một số nhầm lẫn cũng có thể phát sinh do sự khác biệt giữa lễ quy Roma và các kinh nguyện thánh thể khác. Trong các kinh nguyện thánh thể khác, kinh khẩn cầu thánh linh của sự thánh hiến được đi kèm với việc linh mục trước tiên giang tay ra trên lễ vật và sau đó làm dấu thánh giá. Khi phụng vụ được cải cách, lễ quy Roma hầu như không thay đổi, mặc dù có một số sửa đổi trong văn bản và cử chỉ. Tất cả các kinh nguyện thánh thể khác, mặc dù dựa trên các văn bản cổ, là các bài soạn mới và các cử chỉ đã được chủ yếu tiêu chuẩn hóa. Ở trên tôi nói kinh khẩn cầu thánh linh của sự thánh hiến, vì tất cả các kinh nguyện thánh thể có hai kinh khẩn cầu thánh linh, lời mời gọi Chúa Thánh Thần. Kinh khẩn cầu thánh linh thứ hai thường được xem là kinh khẩn cầu thánh linh của sự hiệp thông, vì nó khẩn cầu Chúa Cha gửi Chúa Thánh Thần đến, kết nối các Kitô hữu trong sự hiệp nhất. Trong lễ quy Roma, lời khẩn cầu này là mặc nhiên, còn trong các kinh nguyện thánh thể khác, nó là minh nhiên. Kinh khẩn cầu thánh linh thứ hai này không đi kèm với một cử chỉ diễn tả sự khẩn cầu, và do đó ít được chú ý hơn trong kinh khẩn cầu thánh linh thứ nhất. Sau hết, mời quý vị cùng Mai Thiên theo dõi chuyên mục Lắng Động Trong Ngày. Câu chuyện kể như sau. Một phụ nữ Brazil đã lợi dụng cái hôn để cắn và nuốt mất khúc lưỡi của người yêu. Bà cho biết làm như thế là để trả thù người đàn ông vì đã đánh đập bà và hành hạ bà. Cảnh sát tại thành phố Salvador, mạng Đông Bắc Brazil cho biết như sau. Lucia bị người yêu là ông Santos, 47 tuổi, đánh đập, hành hạ thậm tệ.
nàng kiên nhẫn chờ đợi cơ hội, và cơ hội đã đến. Đó là vào một ngày, ông Santos đến thăm bà để xin lỗi. Bà liền nhảy sổ vào người yêu, ôm hôn ông một cách rất tình tứ, không cho ông có gì chờ để giải thích. Hai người đang hôn nhau, đột nhiên Lucia cắn đứt một phần lưỡi của Santos và nuốt luôn vào bụng, để người ta không thể vả lại khúc lưỡi đã bị mất. Người đàn ông được đưa vào bệnh viện cấp cứu, nhưng theo các bác sĩ điều trị, ông ta không bao giờ có thể nói lại một cách bình thường được, vì đã mất một khúc lưỡi. Ông Santos than thở như sau: đây là nụ hôn thê thảm nhất trong đời tôi, đó là nụ hôn của Judas. Quý vị và các bạn thân mến, cái hôn có nhiều hình thức và ý nghĩa khác nhau. Cái hôn của các nhà lãnh đạo tôn giáo, chính trị để nói lên tình hữu nghị, sự hòa giải. Có cái hôn bình an của các tín đồ của một tôn giáo. Có cái hôn dạt dào thương mến giữa cha mẹ và con cái. Có cái hôn nồng cháy dục tình giữa đôi tình nhân hay vợ chồng. Tụ trung, trong cái hôn nào cũng có hai yếu tố. Yếu tố hữu hình là sự tiếp giáp giữa hai thân xác qua môi miệng, và yếu tố vô hình mà cái hôn muốn diễn tả như tình liên đới, hữu nghị, sự hòa giải, tình mẫu tử, tình yêu lứa đôi. Cái hôn sẽ trở thành đồng nghĩa với sự phản bội khi nó tước đoạt qua yếu tố vô hình trên đây. Đó là trường hợp cái hôn của người đàn bà Brazil trên đây. Nhưng điển hình nhất của cái hôn phản bội vẫn là cái hôn Judas dành cho Chúa Giêsu. Điều bị ổi nhất trong cái hôn của Judas chính là dùng một cử chỉ của tình thân như một dấu hiệu của sự bán nộp. Cái hôn của Judas được lặp lại khi người ta dùng những chiêu bài cao đẹp để che đậy những ý đồ đen tối. Cái hôn của Judas được lặp lại khi người ta nhân danh nhân nghĩa, nhân danh phục vụ, nhân danh người nghèo để kiếm quyền bính tư lợi cho mình. Đối với người tín hữu Kitô thì cái hôn của Judas chính là thái độ sống giả hình mà Chúa Giêsu không ngừng kết án trong Tin Mừng. Đó là điều mà ngôn sứ Isaiah đã cảnh cáo khi ông nói: dân này thờ ta ngoài môi miệng mà lòng trí chúng thì xa ta. Nếu cái hôn của Judas là một cử chỉ thân tình ngoài môi miệng, nhưng lòng trí thì lại chất chứa âm mưu thâm độc, thì thái độ sống giả hình của người tín hữu cũng là một cái hôn như thế. Khi môi miệng sốt sắng cầu kinh, nhưng cuộc sống lại đầy những hành động gian ác ích kỷ, phải chăng đó không phải là chiếc hôn của Judas mà chúng ta dành cho Chúa? Chúa hỡi con vui nhận thánh giáo. Radio Tin Mừng xin tạm dừng tại đây. Mọi thắc mắc và ý kiến đóng góp vui lòng gửi về địa chỉ email radiotinmung@gmail.com. Mai Thiên thân ái tạm biệt. Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết sống chân thành với Cha, với chính mình và với anh chị em chúng con. Đời con dù lắm phong ba mịt mù, nghèo hèn giàu sang rồi cũng xuôi tay, giờ còn mai mất nào có ai hay chuyện thế gian này. Nghèo hèn giàu sang rồi cũng xuôi tay, giờ còn mai mất nào có ai.